Xin chào quý vị và các bạn. Như quý vị các bạn đã biết, ẩm thực là sự giao lưu giữa nhiều nền văn hóa khác nhau. Và hôm nay Quang Thắng xin mời quý vị hãy thưởng thức một món không xuất xứ từ Việt Nam nhưng cũng đã được Việt Nam hóa, đó là món lẩu nướng teppanyaki. Vậy món lẩu nướng teppanyaki như thế nào thì xin mời quý vị hãy theo Quang Thắng vào thưởng thức. Dạ, xin mời. Và đây, quán Cúc Cúc để chúng ta thưởng thức đây rồi. Xin mời quý vị hãy vào trong ạ. Thưa quý vị và các bạn, như quý vị đã nhìn thấy, tôi đã đi rất nhiều các nhà hàng, nhưng đặc biệt cái món lẩu nướng teppanyaki thì nó khác hẳn tất cả các nơi khác, là vì quý vị đã nhìn thấy bếp lộ thiên. Quý vị có thể được ngắm, có thể được sờ, có thể được nhìn, nhưng cũng có thể là tham gia trực tiếp vào nấu hoặc nướng ngay tại bàn. Đấy. Và quý vị đã nhìn, ôi dồi ôi, nhìn cái đầu bếp của chúng ta mà ăn mặc trông này hầm hố như là kiểu như là cao bồi miền Tây nước Mỹ, dao kiếm súng ống. Cái này là em để làm gì? Dạ, em để chế biến thực phẩm trước mặt khách luôn ạ. Thế à? Chế biến ngay tại đây. Thế nhưng mà trông dao kéo với cả dao dài thế kia, thế đã bao giờ em biểu diễn mà em vung vào mặt khách chưa? Dạ chưa, tay nghề của em siêu lắm rồi. Thế à? Thế bây giờ anh có thể ngồi được chưa? Để cho em thể hiện. Vâng, em mời anh ngồi em, đây. Vâng. Rồi. Bây giờ em thể hiện món gì trước nào? Em thể hiện bây giờ em sẽ làm món ba chỉ nướng. Ba chỉ nướng. Ba chỉ nướng thì món ba chỉ của lợn của mình thì rất là ngon. Ừ. Thì nướng tại cái mặt bàn này, cái mặt bàn teriyaki này thì nó dày thì miếng thịt nó sẽ rất thơm. À, vâng. Rồi. Dạ, thưa anh, đây là món ba chỉ. À. Hoàn toàn không tẩm ướp gì cả. Không tẩm ướp gì. Vị tự nhiên luôn. À. Em có thể hiện gì không hay là cho vào nướng luôn? Dạ có, trước khi nấu thì bọn em thường là có một vài động tác thể hiện múa dao múa kiếm. À đấy, thì em thể hiện cho anh xem cũng như là khán giả đang theo dõi chương trình ẩm thực độc đáo được xem. Vâng. Thưa quý vị và các bạn, nó rất đặc trưng của người Việt. À, tương bần ăn với ba chỉ nướng muối. Đấy. Nhưng có pha một chút sự kết hợp giữa đầu bếp và cách nướng, tức là múa dao rồi múa lọ muối. Đấy. Đây, em mời anh, đây là tương. Ở đây là ớt xanh. Có cay không em? Không cay anh ạ. Cay là anh chịu à? Anh có thể quấn với cả rau. Rau à. Người Việt mình thì rất là thích ăn nhiều rau. Được. Một miếng thịt này. Vâng. Tỏi này. Ớt. Ớt này phải nếm cho nó có cay không? Đây, có cay. Cho cái sốt này vào trong. À. Đấy. Quấn luôn chứ không phải chấm hả? Cho một chút thôi, mặn. À. Thank you.
rất thú vị. Thực ra Quang Thắng ăn tương bần rất là nhiều, nhưng mà đây là hôm nay là ăn một cái vị rất là lạ, rất là khác so với mọi lần. Thưa quý vị khán giả, Quang Thắng nếm cái món ba chỉ nướng phải nói là tuyệt vời. Và sau đây xin mời quý vị sẽ thưởng thức thêm một món nữa, đó là món tôm nướng. Xin giới thiệu với anh, đây là món tôm nướng. Rồi. Tôm nướng này là được nhập từ Nha Trang. À. Bọn em cung nướng là hương vị là để tất cả món ăn ở đây đều là để cho thực khách đánh giá cái sự tươi ngon của món ăn và không tẩm ướp. Không tẩm ướp gì hết. À. Tôm sú đúng không? Không ạ, đây là tôm tôm gọi là tôm he. Tôm he. Vâng, à. Đây gọi là em của tôm hùm ấy. À. Thực ra là cái phần nội tạng của con tôm là nằm hết trên đầu. Mình muốn ăn cái đầu ngon thì mình phải cho nó chín kỹ, là bí thật mạnh để cho nó. Đây là tôm hải sản thì mình để cho một chút chanh vào thì nó sẽ thơm và ngon. Thế vắt đi thôi. À. Ui giời, quá được luôn. À, em có thể cho anh hất quả như vừa rồi xem có được không? Lần đầu tiên Quang Thắng sẽ làm đầu bếp và cũng hất chanh như anh đầu bếp vừa rồi. Xem quý vị nhìn đây. Không thầy đố mày làm nên. Đúng, câu ngạn ngữ để nói không bao giờ sai. Chịu rồi, xin mời em tiếp tục. Em mời anh. À. À. Cái này thì chấm anh dùng với cả sốt tỏi. Em ơi. Cho sốt tỏi. Vâng. Đây là tỏi em chế biến từ hoàn toàn tỏi xay lên. Ừ. Để dùng với sốt món này. Vâng. Tỏi này có cả mù tạt nữa đúng không? Dạ vâng. À. Quý vị các bạn đã thấy rằng là tất cả những con tôm hay là những miếng thịt là còn nguyên, không hề tẩm ướp gì. Tuấn này, tiếp theo chúng ta là đến món gì đây? Tiếp theo chúng ta là đến món lẩu. À. Lẩu bé bờ. Lẩu bé bờ. Tại sao nó gọi là lẩu bé bờ? Thực ra là món này thì anh cứ ăn đi, bởi vì thực ra là giải thích thì nó hơi dài dòng. Hơi dài dòng. Quý vị thấy đấy, tôi cũng như quý vị thôi. Tôi không biết được cái lẩu bé bờ nó như thế nào. Thế nào gọi là lẩu bé bờ? Thì chúng ta cứ ngồi để chúng ta xem đầu bếp Tuấn thể hiện. Quý vị thấy đấy, trong tất cả các số chúng tôi đã làm ẩm thực độc đáo thì không chỉ có các món ăn nó độc đáo, không chỉ có các cách làm nó độc đáo, mà ở đây là sự thể hiện. Cái thể hiện nó cũng rất là quan trọng, như đầu bếp là vừa biểu diễn cho chúng ta xem, vừa thể hiện cái cách mà làm nó cũng độc đáo. Thank you.
sáng chưa thấy vị chua, phải chăng cái lẩu này là không có chua, ngọt thôi, ngọt của hải sản và hơi cay cay, nồng nồng. Dạ, bởi vì cái nước lẩu này ở nhà hàng của em là thường là được chế biến từ nước ninh từ cá chi chi, cá loại cá nhỏ ở biển đấy, và bằng rau, bằng củ, các loại củ quả như là cà rốt này, rồi là củ cải trắng, để mình tạo nên thành cái hương vị mà để cái hải sản nó không đánh mất cái hương vị của hải sản tươi đi. Nếu mà mình mà cho chua vào thì nó lại đánh mất đi cái hương vị của hải sản và hương vị tự nhiên của biển. À, là thế. Rất thú vị. Thưa quý vị và các bạn, quý vị và các bạn vừa được đầu bếp Tuấn thể hiện cho xem những cái tài nghệ nấu nướng cũng như là múa dao, múa hạt tiêu, rồi là găm chanh đủ thứ. Và bây giờ chúng ta lại có cuộc trò chuyện với giám đốc của nhà hàng Cúc Cúc, anh Nguyễn Trọng Bình. Xin chào anh ạ. Anh có thể cho quý vị khán giả đang xem chương trình Ẩm thực Độc Đáo được biết là những cái món này anh du nhập về thế nào và anh Việt hóa nó như thế nào? Thì các quý vị đều biết là những cái món ăn nướng trên bàn chapati này là món ăn mà nó tương đối phổ biến và là khá cao cấp, mà nó có cái xuất phát từ Nhật Bản và Hàn Quốc. Thì đối với người Việt Nam mình ấy, số những vị khách là thích ăn những món Hàn Quốc thì người ta sẽ tìm đến trước. Nhưng mà tuy nhiên mình cũng có một số điều chỉnh để làm sao nó phù hợp, ví dụ như là độ cay chẳng hạn. Thường ví dụ như kim chi, rồi ví dụ những cái món nướng có nhiều ớt chẳng hạn, thì đấy là cái đặc thù, hoặc nhiều tỏi là đặc thù những cái món ăn của Hàn Quốc. Nên có thể một số cái khách Việt Nam người ta có thể không ăn được cay nhiều, thì mình có thể điều chỉnh giảm bớt đi để cho nó phù hợp với những cái khẩu vị của người Việt Nam, để khi mình ăn nó sẽ cảm thấy nó ngon miệng hơn. Và thế, và đặc biệt nữa là không những là những cái thực phẩm này mà cái cách chế biến các món cái nước chấm ấy, để cho phù hợp với cả các cái thực phẩm mà mình gọi ấy, thì đây cũng là điều đặc biệt. Đúng. Thật ra thì cái món chấm ấy, những cái nước sốt ở một cái nhà hàng như thế này nó quyết định cái ngon, cái vị giác ngon của đồ ăn thực phẩm. Vâng. Ví dụ như là những cái nước sốt tỏi như thế này là chúng tôi làm nó rất là cầu kỳ, không những từ tỏi xay nó còn có thể có thêm bơ, có một số những cái gia vị thêm nữa. Hoặc những cái món ví dụ như là sốt tương như là anh ăn ba chỉ lúc nãy đấy, thì đấy là những cái món mà chúng tôi chế biến theo những cái đặc thù riêng của nhà hàng. Và nó sẽ là cái gia vị giúp cho cái món ăn của mình nó thêm cái ngon miệng. Cảm ơn anh về cái cuộc nói chuyện rất là thú vị này. Cảm ơn anh. Và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin cảm ơn quý vị. Chương trình Ẩm thực Độc Đáo hôm nay xin trao kỷ niệm chương cho món lẩu nướng teppanyaki tại nhà hàng Cúc Cúc, số 3 ngõ Bà Triệu, thủ đô Hà Nội. Tặng anh ạ. Và chúng tôi xin thay mặt cho những người làm chương trình, cảm ơn nhãn hàng Sơn Expo của công ty For Orient đã giúp đỡ chúng tôi thực hiện chương trình này. Một lần nữa, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị.